chú ý để làm cái bài lớp 1 qua lớp 2 luôn nhé. Như vậy thì chúng ta đã cái phần phía trước là chúng ta đã tạo một cái trang web miễn phí ở trong cái buổi số 3. Và buổi số 4 chúng ta sẽ quan tâm đến cái việc là làm một cái trang web miễn phí và chúng ta sẽ sử dụng từ khóa để chúng ta sale vào. Vậy thầy đang dùng cái web miễn phí và thầy chọn một cái mẫu website là 608172. Như vậy thì cái mẫu của nó đây, chúng ta thấy là nó cũng gần giống với lại cái trang web mà chúng ta muốn decor, nó giống như thế này. Như vậy thì chúng ta thấy là với cái trang chủ của cái vải áo dài mini thì chúng ta sẽ làm một cái trang web tương tự như vậy để chúng ta sử dụng những cái hình ảnh, những cái tiêu đề và những cái nội dung thông số của cái trang áo dài này luôn, bởi vì chúng ta đang học cho nên là những cái gì mà chúng ta đang làm thì chúng ta có thể sử dụng từ website khác để chúng ta học. Còn khi mà các bạn thực sự mở một cái shop vải áo dài thì chắc chắn là những hình ảnh này các bạn phải tự chụp, rồi những cái tên, những cái giới thiệu thì tất cả các bạn phải tự làm hết, chứ các bạn không thể là copy từ một website khác. Nếu các bạn copy từ một website khác thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái uy tín của website của mình khá nhiều. Như vậy các bạn chọn mẫu và các bạn chọn đăng ký. Bây giờ thầy sẽ để là vải áo dài Việt Nam. Vải áo dài thời trang. Đó, ok, vải áo dài thời trang. Như vậy thì trong cái tên này các bạn cũng đã dùng cái từ khóa để các bạn sale trong này rồi đó, vải áo dài thời trang. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạo mẫu cho tạo theo cái mẫu website này. Đây, vải áo dài thời trang của chúng ta đã được tạo. Bây giờ chúng ta sẽ đặt một cái mật khẩu để chúng ta vào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem cái nội dung mà chúng ta sẽ sửa đổi được ở đây là cái gì. Chúng ta xem cái trang web thì nó giống như là cái trang chúng ta xem mẫu thôi. Đây, vải áo dài thời trang. Như vậy ngay cái đầu tiên thì chúng ta đã có được cái tên miền, mặc dù nó không đẹp nhưng mà nó cũng nói lên được cái nội dung là chúng ta cần bán ở đây là vải áo dài thời trang. Vậy đó là cái khi mà các bạn đăng ký một cái tên miền thì các bạn cũng phải chú ý đến vấn đề này. Và chúng ta thực hiện bài lab thì chúng ta sẽ sử dụng theo cái bài lab 3 là chúng ta sử dụng các từ khóa để chúng ta sẽ sale lên. Như vậy đối với lại môn học 052 thì nó là lab 3, nhưng mà với cái môn học của chúng ta là 2053 thì thay đổi cái này lại thành lab 2 nhé. Chúng ta sẽ làm tương tự như vậy. Như vậy thì trong này chúng ta sẽ có một cái bảng Excel, một cái bảng Excel chúng ta sẽ sử dụng các cái nội dung nó giống y chang như là trong cái file Excel các bạn đang có. Như vậy thầy đã làm một file Excel ở đây thì các bạn chú ý tí nữa chúng ta sẽ tìm các cái thông số ở đây và chúng ta sẽ đưa vào, chúng ta sẽ đánh giá được cái mức độ hiệu quả của từ khóa này chúng ta có nên dùng để sale hay không. Vậy trong bài thì các bạn sẽ làm cho thầy 5 từ khóa chính. Ở đây các bạn sẽ sử dụng 5 từ khóa chính. 5 từ khóa cấp 1. Rồi tương tự như vậy, các bạn sẽ có 5 từ khóa cấp 2. Và 5 từ khóa cấp 3. Như vậy cấp 1, cấp 2, cấp 3 là gì? Chúng ta sẽ xem cái cách để mà chúng ta sử dụng. Như vậy thì
chúng ta sử dụng một cái công cụ để các bạn sẽ chọn một cái từ khóa. Như vậy trước tiên chúng ta sẽ xem thử là trong cái trang web, trong cái trang web này nè, người ta sử dụng những cái từ khóa gì để người ta sẽ quảng bá cái thương hiệu của người ta. Như vậy lúc đầu chúng ta không biết là người ta đã sử dụng những cái gì để người ta quảng bá cả, cho nên chúng ta sử dụng một cái công cụ để mà chúng ta sẽ tìm. Như vậy ngay từ đầu các bạn sẽ dùng cho thầy cái Google Ads ha, các bạn sẽ dùng cái tìm kiếm. Đây, các bạn tìm kiếm dùm cho thầy vô cái trang web này. Các bạn copy luôn cái đường link này, các bạn vô đây luôn. Như vậy thực chất là các bạn đang vô cái Google Ads, cái trang để mà hỗ trợ cái công việc quảng bá cho chúng ta. Đó, ads.google.com home. Rồi, trước tiên là các bạn vô cái trang web này. Rồi, ha. Và tiếp theo các bạn sẽ đăng nhập. Đây các bạn chọn một cái tài khoản email để mà sau này các bạn đăng nhập và các bạn đăng ký cái Google Analytics này nha. Để mà phân tích á, hoặc là những cái gì, tất cả những cái gì mà các bạn đang làm nó sẽ liên quan với nhau. Ví dụ như là cái tài khoản của Google Sales, rồi tài khoản của web miễn phí, bạn nên sử dụng một email để sau này các bạn sẽ tiện cho cái việc quản lý. Và chúng ta đã có cái trang này rồi, vào cái trang Google ạ. Các bạn chọn công cụ lập kế hoạch từ khóa. Rồi, như vậy ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái từ khóa được lọc như thế nào. Như vậy chúng ta sẽ chọn là khám phá từ khóa. Ở đây nó có hai cách. Một là khám phá các từ khóa các bạn đưa vào. Ví dụ bạn gõ vô đây chữ áo dài. Áo dài không dấu cũng được nhé. Nhận kết quả. Và các bạn thấy là có rất nhiều cái từ khóa áo dài. Từ khóa áo dài ở đây. Như vậy thì cái từ khóa áo dài là mình cho nó là từ khóa cấp 1. Và áo dài kích tân là nó thêm vào là từ khóa thứ hai. Rồi áo dài kích tân nữ là từ khóa ở cấp 3. Đấy, như vậy các bạn thấy đó là một cách để chúng ta sử dụng xem là những cái từ gợi ý. Cách thứ hai là chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái trang web mà lúc nãy chúng ta muốn tìm kiếm, xem là người ta đang sử dụng những từ khóa nào. Trang web đây, trang web này. Đấy. Rồi chúng ta nhận kết quả. Thì trong trang web này người ta đang sử dụng những từ khóa nè: áo dài mimi, vải áo dài, áo dài, cái gì người ta cũng đưa cái chữ mimi vô đây hết. Rồi tiếp tục, vải áo dài hầu đỏ đô, vải áo dài mà trơn, áo dài màu hồng phấn, vân vân. Đó là những từ khóa mà người ta đang sử dụng trong cái website này. Như vậy chúng ta có thể tham khảo để chúng ta sử dụng lại cái từ khóa này, hoặc là chúng ta sử dụng những cái từ khóa mà lúc nãy nó gợi ý cho chúng ta về cái áo dài, vải áo dài. Như vậy chúng ta có thể sử dụng từ khóa ở đây. Rồi các bạn có thể là chọn một số cái từ khác chứ không phải là mình tìm một từ khóa một lần. Rồi áo dài cách tân, hoặc là may áo dài, enter để nó thêm. Rồi ví dụ như là cái từ khóa tiếp theo là chúng ta chọn là về địa điểm đi. Mai thời trang
Chí Minh. Ok, chúng ta thử tìm ba cái quả này nó ra cái gì. Rồi, chúng ta có từ khóa đầu tiên nè. Áo dài. Chúng ta bỏ vô đây. Rồi, ở đây là cái lượng tìm kiếm hàng tháng, lượng tìm kiếm trung bình thì chúng ta sẽ lấy ở đây. Như vậy các bạn nhìn thấy nè, với cái sự cạnh tranh của từ khóa này là rất cao. Tức là nếu mà chúng ta đi sell cái từ khóa này, thì để mà những khách hàng mà tìm thấy được cái trang web của chúng ta thì có thể là rất khó. Bởi vì bản thân cái từ khóa này ở rất nhiều cái trang web đã sử dụng, cho nên cái sự cạnh tranh nó rất là cao. Và cái giá deal của nó, nếu mà chúng ta chạy Google AdWords thì cái giá mà thấp là 557 đồng và giá cao là 2.911 đồng. Vậy mỗi lít chuột là chúng ta phải trả gần 3.000 đồng. Đó, vậy kinh phí để mà các bạn sell cái từ khóa áo dài, khi người ta tìm kiểu áo dài là nó ra cái trang web của các bạn, thì cái chi phí của các bạn trả rất là cao nếu như các bạn muốn lên top. Rồi một cái chữ Hồ Chí Minh, tức là bạn muốn bán cho khách hàng Hồ Chí Minh, thì các bạn thấy một cái từ khóa này khi giá thấp nó đã là 5.000 rồi, và giá ở mức cao nó lên đến 25.388 đồng. Đó là một cái mức chi phí mà người làm sale phải cân nhắc rất là kỹ. Đó, rồi ok. Rồi chúng ta sẽ cân nhắc rất là kỹ. Rồi cái thứ hai là chúng ta sẽ có ba cái từ khóa này. Thời trang Hồ Chí Minh này để qua từ khóa cấp 2 đi. Chúng ta có áo dài, có thời trang, có cách tân. Ok, tìm lại. Rồi cách tân thì hiện nay là chưa được sell, chưa được sell. Cái từ khóa này rất là ít người xài, cho nên là độ cạnh tranh của nó ít người tìm, cho nên độ cạnh tranh của nó là vừa thôi, không có cao. Rồi chúng ta thử tìm từ khóa áo dài và cái số lượng trang web mà chứa cái từ khóa áo dài này, thì chúng ta sẽ tìm bằng cách là copy cái từ khóa áo dài và các bạn qua đây các bạn search cái chữ áo dài. Như vậy cho chúng ta kết quả tìm kiếm là có khoảng chừng đây trang web chứa cái từ khóa áo dài này. Đó. Như vậy những con số này chúng ta dán ra thì nó là ở cái dạng là chuỗi, bởi vì nó có dấu chấm. Như vậy chúng ta có thể là tạo ra hai cái cột mới để chúng ta ghi lại con số này và chúng ta tính ra được cái KI của chúng ta. Như vậy thì chỗ này thầy sẽ tạo thêm một con số mới nha, để thầy tính. Như vậy chỗ này thầy insert thêm một cái cột nữa. 10.000 đến 100.000 thì chúng ta cho khoảng cỡ 55.000. 1, 2, 3. Đó, 55.000 cái số lượng tìm kiếm hàng tháng. Rồi ở chỗ này chúng ta có là 153 triệu. 123. Đó. Chúng ta chọn cái dấu tập phân vô để chúng ta dễ thấy được. Ok. Và công thức của chúng ta nó sẽ bằng SV nhân 2 chia C. SV là cái này. Nhân 2 là bạn lấy mũ 2 cũng được, hoặc là bạn nhân 2 lần. Sau đó bạn chia cho C. Được chưa nào? Đó, rồi bây giờ mình sẽ tìm một số cái từ khóa khác, mình xem thử là cái KI của mình nó ra cái gì. Bây giờ mình tìm một cái từ khóa nữa.
từ khóa thời trang. Thời trang của mình là từ cũng là từ 10 đến 100 ngàn. Rồi nó cũng tương tự số này. Rồi mình tìm thời trang thử coi nó ra cái gì. 42 triệu. Rồi công thức 70.68. Rồi một từ khóa mà ít cạnh tranh hơn. Cách tân. Thì nó khoảng cỡ 100 đến 1.000 lượt tìm kiếm. Khoảng 550. Rồi mình xem thử là cái từ khóa này. Cách tân. Đây, có chừng đây trang web và chứa cái từ khóa cách tân các bạn. Nó là 44.400. 44.400.000 đúng không nào, 44 triệu. Rồi như vậy thì qua ba cái này các bạn sẽ thấy cái gì ở đây là cái cung, là số lượng trang web có. Đây là số lượng tìm kiếm, tức là cầu. Cung quá nhiều so với cầu. Đó. Cho nên cái trọng số của từ khóa của chúng ta. Rồi ở đây là cung thì ít mà cầu thì nhiều. Đó, cung thì ít hơn nè, ít hơn 153 triệu. Cung thì ít hơn nhưng mà cầu thì bằng nhau. Rồi ở đây cung thì so với thời trang thì nó hơn nhưng mà cầu thì nó quá ít. Cho nên là với cái từ khóa này, nếu mà chúng ta sell thì với cái số lượng tìm kiếm là chỉ có 550 lượt tìm kiếm trong một tháng thì nó quá ít, mà số lượng website là chứa quá nhiều, cho nên cái hiệu quả này của các bạn sell nó không cao. Với cái từ khóa thời trang thì nếu như các bạn sell bằng từ khóa này thì cái hiệu quả nó là cao nhất. Hiệu quả nó là cao nhất. Bởi vì cái số lượng trang web chứa tương đối ít nhưng mà số lượng tìm kiếm tương đối nhiều. Được chưa nào? Số lượng tìm kiếm tương đối nhiều. Như vậy đây là cái từ khóa mà rất là hiệu quả khi mà chúng ta sell vào trang web của mình. Đó là từ khóa cấp 1. Bây giờ các bạn sẽ thêm cái từ khóa cấp 2. Từ khóa cấp 2. Các bạn insert này đây. Cho thầy từ khóa cấp 2. 1, 2. Như vậy chúng ta sẽ ghép cái từ áo dài này vô. Bằng cách nào? Chúng ta sẽ xem một cái công cụ khác. Các bạn xem một cái công cụ khác. Đó là Keyword Tool. Keyword Tool. Mình sẽ gõ từ áo dài vô đây. Và bạn tìm bằng công cụ nào, bộ máy tìm kiếm nào, thì bạn nên để nó ở đây. Và bạn muốn bán cái sản phẩm của chúng ta ở cái location nào, tức là ở Anh hay là ở Mỹ hay là ở Việt Nam, thì các bạn chọn cái location này, là chọn tìm kiếm, submit. Như vậy cái chữ áo dài nó sẽ cho chúng ta từ ở đây nó sẽ cho ra là áo dài cách tân, áo dài đẹp, áo dài nam, áo dài tết, áo dài cưới, áo dài trắng trẻ em, vân vân, áo dài nhung. Đó,
Cái này các bạn thấy là có những cái gợi ý cho chúng ta sử dụng các cái dạng từ khóa nè, áo dài bốn tà vân vân, có rất nhiều là cái gợi ý cho chúng ta để mà chúng ta sử dụng cái từ khóa cấp 2 và cấp 3. Như vậy thì với cái từ khóa cấp 2, chúng ta giả sử là dùng cái từ áo dài đẹp. Đó, áo dài đẹp. Rồi một từ khóa cấp 2 tiếp theo là 11, cái này là 11, 12. Áo dài nam. Insert 13. Tương tự như vậy, áo dài nữ. Rồi, tương tự chúng ta cũng làm, đi tìm cái áo dài nam. Chúng ta thử copy 3 cái luôn thôi. Rồi, ok, áo dài đẹp, áo dài nam, áo dài nữ. Nhận kết quả. Đây, áo dài nam. Áo dài nữ. Áo dài đẹp. Rồi chúng ta tìm kiếm 10.000 đến 100.000 thì tương tự như cái này. 1.000 đến 10.000 là khoảng cỡ 5.500. 100 đến 1.000. 550. Tại vì chúng ta đang xài cái tài khoản miễn phí cho nên là Google nó sẽ phân tích cho chúng ta tương đối thôi, khoảng khoảng thôi. Còn nếu mà chúng ta xài tài khoản VIP có bản có license mua về cái Google AdWords này thì nó sẽ cho chúng ta một con số rất là cụ thể. Rồi chúng ta sẽ đi tìm xem là với cái từ khóa áo dài đẹp này nè, có bao nhiêu trang web đang chứa cái từ khóa này. Đây, kết quả đây. Rồi, 35, áo dài nam. Lượt tìm kiếm cũng khá cao. Đó. Vậy các bạn thấy là với cái lượng trang web mà chứa cái từ khóa áo dài nam này thì khá nhiều, 89 triệu, nhưng mà cái lượng tìm kiếm hàng ngày của chúng ta thì chỉ có khoảng cỡ hàng tuần của chúng ta chỉ có khoảng cỡ 5.500 lượt tìm kiếm thôi. Như vậy các bạn thấy là hiệu quả của từ khóa mà áo dài nam thì nó sẽ không được tốt lắm. Rồi chúng ta sẽ sử dụng áo dài nữ. Rồi 73.000. Còn dư cách, ok. Này là quá nhỏ, bởi vì cái số lượng trang web chứa quá nhiều mà số lượng tìm kiếm quá ít thì các bạn thấy là cái này gần như là không lên sale. Nhìn như vậy, bởi vì áo dài nữ thì gần như là nó hiển nhiên là khi mà tìm kiếm từ áo dài thì nó đã ra áo dài nữ rồi, cho nên là ít người tìm kiếm đến cái chữ áo dài nữ. Thì các bạn thấy là với cái KI như thế thì chúng ta không nên bỏ công sale cái từ khóa này trong cái web của mình, kể cả đến việc là các bạn phải đi mua từ khóa này, bởi vì người ta tìm ít lắm, cho nên là thực sự mà mình
bỏ công ra mình sale thì cũng hơi phí. Rồi tương tự như vậy, chúng ta sẽ bỏ cái cột này đi cho nó gọn cái bảng này. Copy ra chúng ta đổi luôn. Đã. Rồi chúng ta sẽ đi cái từ khóa cấp 3. 111. Áo dài đẹp gì đây nữa? Bây giờ mình thử cho nó gợi ý xem thì áo dài đẹp gì nhé. Rồi, áo dài đẹp Hà Nội, áo dài đẹp Trẻ Trung, áo dài đẹp Thành phố Hồ Chí Minh. Ok, nếu như mà các bạn muốn bán ở Thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn có thể sử dụng cái từ khóa này để làm từ khóa dạng cấp 3. Và lúc này chúng ta có thể là sử dụng cái này để tiếp tục thêm một cái từ khóa mới này đi. 112. Chúng ta sẽ tìm thấy là áo dài đẹp cho bé. Nếu như mà shop của chúng ta có bán áo dài đẹp cho bé, đó là về độ tuổi. Rồi, áo dài đẹp Sài Gòn, áo dài đẹp sang trọng, áo dài đẹp. Nếu như mà các bạn cụ thể thì có thể là thêm quần nữa đây. Áo dài đẹp Sài Gòn đi. Có nhiều người không thích Hồ Chí Minh mà thích chữ Sài Gòn. Ví dụ như là các bạn bán cho nước ngoài chẳng hạn, thì những người Việt Kiều người ta hay thích chữ Sài Gòn hơn là chữ Hồ Chí Minh. Đó, rồi chúng ta sẽ tìm kiếm tiếp. Với cái lượng từ khóa này thì chúng ta sẽ có cái lượng rồi tìm thử nhé. Áo dài cho bé 10 đến 100 ngàn, cái nào cũng tương đối 10 đến 100 hết. Như vậy cái số lượng này nó tương đối thấp, nhưng mà thấp là do những cái từ khóa này là dạng từ khóa dài. Đó, từ khóa dài 55. Và chúng ta sẽ có cái lượng trang web mà chứa cái này. Đó, số lượng trang web chứa từ khóa này cũng khá cao. Rồi, chúng ta sẽ thử cái áo dài cho bé. Áo dài Sài Gòn. Chúng ta tăng cái này lên tí xíu để coi cái mức độ cạnh tranh của nó. Ok. Đấy, như vậy các bạn thấy cái áo dài Sài Gòn thì cái mức độ cạnh tranh của nó chúng ta có thể sell nó cao hơn hai cái từ kia. Bởi vì thực ra cái này cái mức độ tìm kiếm của chúng ta là như nhau, nhưng mà cái này đến 82 triệu trang web chứa nó, 59 triệu. Cái này chỉ mới có 13 triệu trang web chứa thôi. Rồi với cái lượng tìm kiếm thì giống nhau. Cho nên là chúng ta chọn cái từ áo dài đẹp Sài Gòn để chúng ta sell là nó hiệu quả. Rồi giữa từ khóa cấp 2 là áo dài đẹp, áo dài nam.
áo dài đẹp, áo dài nam, áo dài nữ, áo dài đẹp, áo dài nam, áo dài nữ. Như vậy thì chúng ta chọn là áo dài nam, áo dài nam chúng ta sale là hợp lý đó. Rồi áo dài đẹp thì cái mức độ cạnh tranh của nó khá cao. Rồi bây giờ tiếp đến áo dài nam, mà chúng ta đưa ra những cái từ khóa cấp 3 thì các bạn tương tự như vậy, các bạn sẽ chèn thêm vào đây. Mình đi tìm cái áo dài nam này xem thử là nó sẽ có những cái từ khóa cấp 2 là như thế nào, cấp 3 là như thế nào. Chúng ta sẽ qua cái tool, chúng ta xem thử là áo dài nam nó sẽ gợi ý cho chúng ta cái gì. Các bạn có thể tự nghĩ nhé, chứ không nhất thiết phải dựa vào trang web này. Ví dụ áo dài nam cách tân, áo dài nam truyền thống, hình như cái từ này có vẻ như là nó hay sử dụng này. Áo dài nam truyền thống, cái này là 121, tức là cái 1.2 thì chúng ta đẻ ra cái cấp 3 121. Áo dài nam truyền thống, chúng ta sẽ xem thử là cái áo dài nam truyền thống này sẽ được tìm kiếm và theo Google là nó cho phép là nó báo cho chúng ta là bao nhiêu. Đây, áo dài nam truyền thống 100 đến 1.000. Và cái mức độ cạnh tranh của nó cũng khá cao nha các bạn. Như vậy các bạn là số trang web mà chứa nó là ít, cho nên mức độ cạnh tranh các bạn thấy cũng khá cao. Đó, 100 đến 1.000, 1.000 thì khoảng là 550. Áo dài nam truyền thống. Đấy, các bạn thấy không? Lượng trang web mà chứa cái từ khóa này khá ít. Chứa từ khóa khá ít. Cho nên các bạn thấy là cạnh tranh cao, đúng không? Cạnh tranh khá cao. Một cái list chụp là hết 5.000 bạn. Như vậy các bạn thấy cái từ khóa này cũng là từ khóa mà chúng ta nên cái làm sale ở đây. Như vậy lúc nãy tìm kiếm thì các bạn nên 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 lưu theo một cái nữa là chúng ta sẽ ok block 2 của 2020. Chúng ta lưu thêm một cái cạnh tranh đi ha. Cái cạnh tranh này nè. Cạnh tranh cao hay thấp? Đó, ví dụ như cái này là cạnh tranh cao mà. Đó, ví dụ vậy. Thì khi mà chúng ta lưu vô ở đây thì chúng ta sẽ dễ nhận thấy. Tí nữa các bạn làm lại, các bạn lưu cho thầy nhé, cái file đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào trang web để chúng ta sẽ bắt đầu sell một cái từ khóa mà chúng ta tìm được. Như vậy các bạn làm thì mỗi bạn chú ý là cái phần này là chúng ta làm cá nhân đó. Cái phần tìm từ khóa này là chúng ta làm cá nhân. Rồi sau đó các bạn tạo trang web yêu cầu 1. Yêu cầu 2, tạo trang web có nội dung. Theo cái sản phẩm của nhóm đã chọn. Được chưa? Như vậy thì ví dụ như là nhóm của bạn là chuyên về bán đồng hồ thì 4 bạn đều tạo 4 trang web chuyên về bán đồng hồ. Không tạo chung nhé, 4 bạn đều làm riêng hết.
Như vậy thì bốn bạn đều tạo bốn trang web chuyên về đồng hồ, và bốn bạn đó tìm các từ khóa của riêng mình, coi như là cái chỗ này chưa cần bàn với nhau, làm cá nhân hết, này cũng làm cá nhân, tạo trang web cho sản phẩm đã chọn, cái này cũng là cá nhân luôn, các bạn làm cá nhân luôn, được chưa nào? Rồi đấy, đến cái yêu cầu 3 là các bạn sẽ thực hiện sale, tạo 5 danh mục, tạo 3 danh mục, ít nhất là 3 danh mục sản phẩm, và trong mỗi danh mục tạo 3 sản phẩm. Đấy, như vậy là yêu cầu 3. Cái này chúng ta cũng làm cá nhân nhé. Hiện nay là đối với bài lab này chúng ta làm cá nhân hết. Tại vì sao chúng ta làm cá nhân? Bởi vì ở đây mỗi bạn sẽ tự nghĩ ra trước, rồi tự làm. Rồi sau cái bài lab 2 này, mình sẽ ngồi lại, mình bàn lại là xem thử là cái trang web của ai là tạo là ok nhất, những cái bộ từ khóa của ai tìm kiếm là thấy nó có vẻ hợp lý, nó có vẻ hợp lý, thì lúc này các bạn sẽ chọn ra một cái tốt nhất, ví dụ trang web tốt nhất, chọn ra bộ từ khóa tốt nhất trong bốn bạn, rồi các bạn gom lại, rồi các bạn tạo cách là các bạn sell danh mục sản phẩm, rồi các bạn bắt đầu là thực hiện sale. Đó, thực hiện sale. Rồi trang web thì chúng ta lúc nãy có trang web gì nữa nè, keyword.com, trang web này cũng hỗ trợ cho chúng ta. Keywordtoolaz.com ha. Rồi trang web gì nữa? Web miễn phí rồi, ok, các bạn biết làm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái trang này để chúng ta tạo sản phẩm nè. Rồi bây giờ các bạn xem, chúng ta sẽ tìm cái áo dài đẹp cho bé đi ha. Áo dài đẹp cho bé, chúng ta xem thử là trong cái trang này nó có nói về cái áo dài cho bé hay không. Áo dài gia đình đây, áo dài cho bé. Vậy chúng ta sẽ lấy cái mẫu này đi. Như vậy thì các bạn chú ý là mình sẽ sử dụng thay nó khác tí xíu, mình sẽ sử dụng cái áo dài cho bé ha. Như vậy chúng ta sẽ lưu cái ảnh này lại để tí nữa chúng ta sẽ phát tài lên. Rồi chúng ta lưu cái này lại. Vải áo dài đẹp, ok. Rồi chúng ta chọn màu khác. Như vậy chúng ta có nhiều màu. Rồi, như vậy thì cái vải áo dài cho bé chúng ta có nhiều màu ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ vào thêm sản phẩm. Thêm sản phẩm vào đây. Như vậy chúng ta sẽ vào cái trang thêm sản phẩm. Bây giờ các bạn sẽ vào sản phẩm nè. Thêm sản phẩm.
Ok, mình sẽ để là áo dài cho bé. Rồi các bạn sẽ cho giá của nó khoảng cỡ 400. Giá cũ thị trường 500. Từ khóa sale thì ở đây là các bạn sẽ dùng cái từ khóa áo dài cho bé nè. Mẫu áo dài đẹp cho bé. Rồi keyword các bạn có thể là sử dụng là áo dài cho bé là một nè. Đó, tự động liền theo title nếu để trống. Rồi chúng ta xem thì người ta hướng dẫn gì. Rồi gì nữa nè. Rồi description là chúng ta sẽ mô tả tương đối, mô tả cái này là chú thích đó. Thì cái này các bạn cũng nên để cho nó có cái từ khóa để sau khi mà chúng ta sale. Rồi mô tả dài, chèn hình ảnh. Chúng ta chọn cả ba. Rồi ok, sau khi mà các bạn chọn cả ba rồi, các bạn sẽ chọn chọn ảnh. Được chưa? Như vậy thì cái nội dung ở đây các bạn có thể là chèn tiếp một cái ảnh tiếp theo ở phía sau. Chèn hình. Chèn ảnh thứ hai. Này trắng nè, xuống miếng xanh nè. Chúng ta chèn một cái ảnh khác nè. Xanh đậm. Ok, như vậy là chúng ta đã có được ba ảnh rồi. Và chúng ta chọn một cái ảnh để mà làm ảnh đại diện. Chúng ta chọn ảnh trắng đi. Ok, chúng ta chọn thêm. Đây, áo dài cho bé. Chúng ta có giá là 400 ngàn. Đó, được chưa? Nói như vậy là chúng ta đã thêm xong cái sản phẩm và sử dụng các cái từ khóa. Như vậy thì ngay tại cái vị trí lúc nãy á, các bạn nên mô tả đầy đủ các cái nội dung này vào để cho cái quá trình sale của chúng ta nó được hiệu quả hơn. Như vậy để mô tả được vấn đề này, các bạn sẽ tìm xem ở trên cái trang web. Ví dụ, ở đây người ta mô tả nè. Đây. Ví dụ phải ha. Đó, mình có thể là sửa lại mô tả. Đây, các bạn thấy cái mẫu của mình nè. Được chưa? Đó, mô tả ngắn nè. Mình sửa lại. Nếu mà mình chưa làm kịp thì mình sẽ sửa lại. Rồi mô tả dài nè. Các bạn có thể là copy cái nội dung. Nhưng mà khi các bạn làm thực tế thì các bạn không được copy nhé. Rồi phần mô tả dài. Ok. Lưu thông tin. Các bạn thấy là đây mô tả ngắn đây. Đó. Rồi sau này nó có các cái hình ảnh một màu, hai màu,
Rồi mô tả dài nằm ở phía dưới này nè. Đấy, như vậy thì các bạn thấy là chúng ta đã add xong sản phẩm, và nhiệm vụ của các bạn là sẽ làm cho thầy 5 từ khóa cấp 1, 5 từ khóa cấp 2, 5 từ khóa cấp 3. Như vậy thì từ khóa cấp 1, cấp 2, cấp 3 các bạn sẽ lựa chọn lồng ghép để các bạn đưa vào một cái sản phẩm để các bạn sell. Và cái nội dung mà các bạn sẽ nộp cho thầy lớp 2 là các bạn sử dụng cái nội dung giống như vậy, mà nó sẽ là 5 năm 25, như vậy tổng cộng là 25 từ khóa cho mỗi cá nhân. Được chưa nào? 25 từ khóa cho mỗi cá nhân. Và ứng với cái trang web của bạn thì bạn sẽ tạo 3 danh mục sản phẩm, và mỗi danh mục bạn sẽ tạo 3 sản phẩm, như vậy có tổng cộng là 9 sản phẩm. Được chưa nào? Rồi, sau khi mà các bạn làm như vậy thì các bạn sẽ cho thầy cái thông tin thứ hai ở trong này là URL của web, web của các bạn á. Như vậy thì URL là cái trang web mà các bạn đã xong. Cho thầy cái trang chủ đi. Đó. Ok. Rồi, lưu cái file này lại với cái tên. Rồi bạn lưu cái tên là mã số sinh viên, họ tên, rồi cách ngang K E I, và các bạn sẽ nộp bài này lên lớp 2. Được chưa? Các bạn nộp cái file Excel này lên lớp 2. Như vậy trên cái file Excel này thầy sẽ thấy mã số sinh viên, thấy họ tên, và thầy check vô cái đường link, thầy sẽ vào được cái trang web của các bạn. Các bạn có thể để tắt cái này ra giùm thầy. Đó. Như vậy là thầy sẽ vào được trang web của các bạn. Được chưa nào? Đó, ok. Các bạn làm lên vậy để cho thầy dễ vào nha. Rồi. Cảm ơn các bạn.